Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi vườn hoa tulip, nó nằm ở ngay Woodburn nha. Bây giờ mình đi thăm cái vườn hoa tulip. Những cái cánh hoa ở đây rất là đẹp. Ở đây nó có tổng cộng đến 45 acre. Mảnh đất này nè, rộng đến 45 acre nha. Cho nên đi là mỏi chân luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi vào trong xem những cánh hoa tulip đủ màu sắc hết. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nha. Để coi. Nè thấy không? Đó, tulip hết. Đây luôn nè. Đây là những cánh hoa tulip màu tím. Cái màu đó sao? Thank you.
Thank you.
Đây là phía cổng trước của cái nhà nha. Bây giờ họ để bông, những chậu bông này họ bán. Họ bán tới 80 đồng thôi. Được. 80 đồng bao nhiêu? Megapod. Đây này là họ đã họ bán. Đây là cổng trước. Tên nó là Wooden Shoe Tulip Farm. Đây là cái shoe là hai chiếc giày này. Để chụp hình. Mình dạ rồi hết. Bên kia là những gian hàng họ bán đồ nha, lát mình qua đó mình coi nữa. Bây giờ mình vô trong này coi họ bán gì. Đây là đồ lưu niệm ha. Yeah, bán đồ lưu niệm. Okay. Trong đây là cái tiệm họ bán nước uống, rượu bia luôn nha. Rượu bia. Còn xuống đây là bán đồ lưu niệm. Đồ lưu niệm như thế này. Lưu niệm những hoa thương nước làm bằng nhựa. Oh, hoa thiệt. Hoa thiệt những cái ly này cũng làm bằng kiểu bông hoa tulip. Bây giờ tôi coi cũng đông lắm. Okay, dừng ra lại nha.
Bây giờ mình lại mấy cái gian hàng đó coi họ bán gì nha. Giờ đi vòng vòng lại nha, gian hàng. Gian hàng này họ bán gì đây? Họ đồ lưu niệm hay đồ ăn gì luôn ha? Họ bán đồ ăn luôn. Giỏ sách. Bên này đồ lưu niệm, bên kia đồ ăn. Trong này họ bán là mật ong. Mật ong nha. Bên đó là chỗ trò chơi con nít, có chợ bao cát nữa kìa. Cái này là mua vé nha. Bây giờ mình mua vé ở đây, vô đây là phải mua ở trên online á, chứ không nó vô đây nó không có bán, phải bán trên online. Vô đánh vô cái tên rồi trong online mình trả thẻ trên online luôn. Hồi xưa không có, mấy năm trước không có bán vé không gì hết, năm nay sao không biết sao bán vé không biết nữa. Taco 2.5 cái, taco burrito 10 đồng. Bây giờ mình vô mua một cái burrito hả con? Bụng chứ. Ở ghế đâu ngồi ăn. Rồi bên kia là bán con dog rồi.
Thank you.
họ lấy tiền, lấy bán vé. Mà bán vé phải tức là nó bán vé mà nó định giờ cho mình, chứ mình không có được chọn giờ nữa. Mấy năm trước á, mấy năm trước là vô cửa là không có tiền, không có tốn tiền, mình chỉ vô cửa thôi. Năm này một người nó lấy tới 20 đồng, cộng tới 1 đồng mấy nữa ta là thành 21 đồng sống trên cho một người nha. Đó, cho nên bây giờ người ta đi ít lại, chứ mấy năm trước đồng lắm. Đây là chiếc xe lửa của thế kỷ 18. Chuẩn bị đến gà Nha Trang rồi. Đây là đầu xe lửa.
Xin chào các bạn. Thôi cũng video đến đây mình xin tạm dừng. Bây giờ